Xin chào các bạn, đây là desktop dock. Đây là cái dock kim, cái loa phát ra ngoài dành riêng cho Galaxy S2. Đây là sản phẩm chính hãng của Samsung. Đây là sản phẩm đang được bán tại Mai Nguyên. Sách hướng dẫn sử dụng. Desktop dock. Đây có logo của Samsung. Đây có nút, hai nút điều chỉnh âm lượng lớn và nhỏ. Cổng đầu sạc micro USB. Ở phía sau có một cái loa để tăng chất lượng âm thanh trên Galaxy S2. Đây là cái cổng sạc. Nè, cổng audio out. Khi cắm chiếc Galaxy S2 vào thì tự động trên điện thoại sẽ chuyển chế độ dock, gồm có báo thức, nghe nhạc, bộ sưu tập, các tìm kiếm chức năng điện thoại, tìm kiếm bằng giọng nói. Đây có một cái đèn nhỏ để báo tín hiệu sạc. Dock này tiện lợi cho chúng ta để lên bàn làm việc hoặc là trong phòng ngủ. Vừa sạc điện thoại vừa có thể nghe nhạc, với chất lượng âm thanh được tăng lên rất là nhiều trên cái dock này.